Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ vào bếp và làm món thịt dê hấp lá tế tô. Thì cái món ăn này đơn giản nhưng mà ăn thì rất là ngon và lạ miệng. Thì bây giờ mình xin mời tất cả các bạn hãy cùng vào bếp để thực hiện cái món này với mình nhé. Trên đây là tất cả những nguyên liệu mình đã chuẩn bị, gồm có 400g thịt dê. Thịt dê này khi mua về thì mình đã rửa sạch và thái thành lát mỏng. Và lưu ý khi chọn thịt dê thì mình nên chọn những cái chỗ thịt ở gần cổ hoặc là những cái thịt gần chỗ thăn thì nó sẽ mềm và nó ngon hơn. Còn những cái chỗ khác thì nó ít thịt nhưng mà nó rất là nhiều bì. Và cái bì này của nó ăn thì sẽ rất là cứng, không ngon. Và chỗ này là hai củ sả mình đã thái nhỏ ra, một thìa cà phê hạt lêm, một thìa tiêu, một thìa cà phê bột ngọt, hai thìa canh tương bần, ba quả mướp đắng và một mớ lá tía tô. Cái món thịt dê hấp này thì phải có lá tía tô và mướp đắng thì nó sẽ ngon và đúng vị hơn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi mình ướp thịt dê. Mình sẽ cho vào đây là 1/2 muỗng canh dầu hào, 2 thìa canh muỗng tương bần, và mình cho hết cái chỗ hạt tiêu với cả sả gia vị ướp vào đây. Sau đó thì mình trộn đều lên và mình ướp trong vòng khoảng 30 phút. Mướp đắng thì mình sẽ tách đôi quả ra, sau đó thì mình bỏ hết cái phần ruột bên trong đi và mình thái lát mỏng. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái xoong nước này. Khi nào nước nó sôi thì mình sẽ cho cái nồi vào đây mình hấp. Và mình cho cái vị hấp này vào. Sau đó thì mình sẽ rải bên dưới một lớp lá tía tô và một lớp khổ qua. Còn cái phần thịt dê này thì mình sẽ rải bên trên. Và sau khi rải thịt dê bên trên thì mình cho tiếp thêm một lớp lá tía tô và lớp khổ qua. Và mình đậy vung vào mình hấp khoảng 10 đến 15 phút cho thịt dê nó chín tái là được.
Thịt dê mình hấp như thế này là đã chín tới, ăn vừa rất là mềm và ngọt. Cái này chấm ăn nóng và chấm với tương bần thì rất là ngon và đúng vị nhé. Các bạn hãy vào bếp và làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.